Anh ơi, ôi trời ơi, bọn em không bỏ anh lắm anh ơi. Anh có cái bài gì đập thí nhỉ? Đập vỡ cái gì ấy? Anh ơi. À, đập vỡ cây đa. Đúng rồi. Anh ơi, anh cho em xin chữ ký nhá, anh Bác Huy. Anh Quang Linh mà. Nhầm sao được anh, đây là anh Quang Linh mà nhỉ? Anh Quang Linh hát bài đập vỡ cây đàn mà ta. Để tôi gọi nghe cho Quang Linh mới được. Thế đây là Hồng Lê. Đập vỡ cây đàn, dần đời đập vỡ cây đàn. Yêu tôi mà làm tôi muối mặt luôn đây này.